Viên giả thiên hà cuối cùng, sứ mệnh của ta đã hoàn thành. Ước muốn của chúa tể Cosmos Aldred cuối cùng đã trở thành sự thật rồi. Mất tập trung, chúng ta bao chóng tấn công thôi. Anh ba như vậy không dễ tấn công đâu. Anh em có cách này. Hả? Ta cảm nhận được sức mạnh này, một cảm giác tuyệt vời mà trước đây ta chưa bao giờ trải nghiệm được. Hả? Sức mạnh có dòng máu Spinal. Hay lắm nào. Cứ để cho chúng tôi. Tại sao? Đó là... Nào mọi người, tấn công một lần luôn đi. Tiên cực mà. Thành công rồi. Đội quân bang ngay đây. Tản ra và tấn công đi. Được rồi, để nào. Thả tên ra. Ôi không. Red ơi. Hệ thống kiểm tra đang bắt đầu hồi phục bộ phận bị phá hủy. Hả? Ai vậy? Chỉ huy đã kích hoạt phù thủy phương Bắc rồi. Chỉ huy phù thủy phương Bắc sao? Là tôi hả? Phù thủy phương Bắc sẽ tự động chọn chỉ huy. Giống như viên đá rồng của Roro đã chọn Rex. Giờ đây, người duy nhất điều khiển phù thủy phương Bắc chính là chỉ huy. Ôi, sức mạnh của viên đá đã cứu Rex và làm cho phù thủy phương Bắc kích hoạt. Vậy thì đừng tốn thời gian nữa. Chúng ta cần phải cứu hành tinh Dino. Dạ, thưa chỉ huy. Tấn công bằng chùm tia không tác dụng. Nghe đây, việc chúng ta dùng tia cực mạnh sẽ làm cho vô bóng tối bị bất phân cử. Chúng ta sẽ đánh lạc hướng. Leo, nhắm vào trung tâm. Dạ, hết đầu trưởng. Vua bóng tối. Dạ, ta sẽ dạy cho ngươi một bài học. No. Lấy. Leo, ta trông cậy vào con đó. Thôi thủ lãnh, chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người cẩn thận đó, năng lượng của hắn đang ngay chúng ta. Trúng đòn rồi, tôi không thể điều khiển được nữa. Mọi người mau tản ra. Ôi trời, thế thì bắt theo tôi. Hàng đi. Vẫn chưa kết thúc đâu.
quá cao nhân. Nhưng Chris, cậu đừng bỏ cuộc nha. Người dám chống lại vua bóng tối ngày sau, ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là lễ độ. Ta phải dạy cho các ngươi một bài học thôi. Kết quả đã hoàn thành. Tôi hết đạn rồi. Ôi, an toàn rồi. Đây là đâu? Đây là phù thủy phương Bắc. Tình hình nguy cấp nên chúng tôi đưa mọi người tới nơi an toàn. Red? Red đâu? Cái gì? Đó là... Red sao? Red? Red của chúng ta quay lại rồi. Người chưa chết sao? Người làm ta ngạc nhiên lắm, Red. Sao ngươi có thể làm được? Đầu hàng đi, vua bóng tối. Đầu hàng sao? Đây chỉ mới bắt đầu mà thôi. Ngươi còn không hiểu ta. Ta hiểu vì sao ngươi sống rồi. Trả thù sẽ là một sức mạnh to lớn nhất. Không, tôi sẽ cứu ông. Chiến binh vĩ đại, đấu sĩ Megadi, Tyranno. Người mạnh hơn nhưng chưa đủ đâu, Red à. Chuyện gì vậy, Emily? Red kìa, cậu ấy quay lại rồi. Thiệt ra chính là Roro đã hy sinh viên đá rồng của cậu ấy để cứu Red đó. Sau đó phù thủy phương Bắc hoạt động lại được, và nó đã đưa mọi người tới nơi đây. Viên đá rồng sao? Đó là năng lượng duy nhất và mạnh nhất trong vũ trụ. Đó là chìa khóa của thế giới. Red, sức mạnh này vốn không bao giờ dành cho ngươi. Tất cả sức mạnh tồn tại trên vũ trụ thuộc về chúa thể Cosmos Red. Ta sẽ lấy tất cả những thứ ngươi có. Tỉnh lại đi vô bóng tối. Ông cũng từng là chiến binh bảo vệ hành tinh Dino kia mà. Im miệng đi. Ngươi tiêu rơi rồi, Red. Vô ích thôi, dù bóng tối. Tôi sẽ soi sáng ông bằng sức mạnh ánh sáng. Tia sáng hy vọng, đi nào. Ngọn giáo rồng. Wow, Red làm được rồi. Rồi. Thân xác này đã bị phản bội bởi nhà vua và các bộ lạc. Ánh sáng hay bóng tối bây giờ cũng vô ích thôi. Người mau chóng kết thúc đi. Tại sao? Vậy cũng không giải quyết được gì. Vua bóng tối, cha tôi không phản bội ông. Ông ấy vẫn luôn đi tìm ông. Ông chỉ bị Cosmosaur Rush lừa ông mà thôi. Cũng đã tới lúc làm sáng tỏ mọi chuyện rồi.
từ bây giờ ông sẽ đứng về chính nghĩa chứ. Thủ lĩnh gai gốc. Công chúa. Đừng ba. Ngươi, Cosmosaurus. Tại sao? Sao hắn lại bắt vô bóng tôi chứ? Chờ đó. Ôi, đừng có chạy nữa. Ừ, chạy rồi sao? Chỉ kết thúc cuộc chiến cuối cùng với vua bóng tối, hoa bình một lần nữa được lặp lại ở hòn đảo Dino. Tóc Spino sẽ luôn ở bên cạnh ngồi. Đúng vậy. Mọi người, làm ơn xếp hàng đi. Tại sao? Làm ơn xếp hàng. Một hàng. Chắc là cần có chút thời gian để cho mọi người làm quen. Xếp một hàng. Còn nữa, Emily đã đoàn tụ với ba cậu ấy. Và hai người họ đang ngày ngày tìm cách để mà cậu ấy trở về hình dáng ban đầu đó. Còn Jack thì sao? John. Xin chào. Chào John. Tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề phải giải quyết. Không biết khi nào mới nhìn thấy màu xanh của biển như trước. Ngày đó có quay lại không? Hả? Cái gì vậy? Thống trị thế giới với pizza. Mình đang nói cái gì vậy? Đúng là bị tẩy não thiệt rồi. Hả? Cậu rảnh rỗi vậy, sao không giúp một tay đi? Bậc thầy Dino rảnh rỗi. Không có viên đá thiên hà, tôi không phải là bậc thầy Dino nữa. Khi tôi lần đầu tiên tới hòn đảo này và gặp Red, tôi thắc mắc, sao người như Red lại có thể trở thành bậc thầy Dino? Tại sao là Red? Nhìn cậu ta yếu ớt như vậy mà sao có thể được chứ? Tôi không thể nào tin được. Ừ, tôi hoàn toàn hiểu. Nhưng càng về sau, tôi thấy Red mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Trái tim bảo vệ mọi người mà cậu ấy mang bên mình thật là thuần khiết. Còn gì quan trọng hơn đối với bậc thầy Dino nữa? Regina, con làm gì vậy? Một đống đơn hàng đang chờ chúng ta kìa. Dạ, con sẽ tới liền. Gì vậy, gì vậy? Sao tự nhiên cậu dừng lại? Mình sẽ tiết lộ bí quyết trở thành bậc thầy Dino. Cậu mau nói đi, nói đi. Bí quyết đầu tiên để trở thành bậc thầy Dino, đó là bậc thầy Dino luôn luôn tuân theo quy tắc pizza và luật giao thông trên đường. Khi đèn chuyển sang màu đỏ, những chiếc xe và bậc thầy Dino phải dừng lại và chờ cho người đi bộ qua đường an toàn. Được rồi, hiểu rồi. Khi đèn chuyển sang màu đỏ thì dừng, còn đèn chuyển sang màu xanh mới được đi. Ồ, quá tuyệt vời. Mình chỉ dạy một mà cậu đã hiểu hai luôn rồi. Cậu đúng là có tố chất trở thành bậc thầy Dino luôn đó. Được rồi, leo. Màu xanh kìa. Cao chủ. Nếu là màu tím thì thế nào? Thị trấn bị tấn công, nó đang gặp nguy. Hả?
Ôi trời ơi, chuyện gì vậy nè? Cá chó, cá chó. Leo, mình đây nè. Là quái thú đại nụ. Viên đá thiên hà có sức mạnh phóng đại bất cứ thứ gì và làm nó tăng công suất. Nó đang sử dụng sức mạnh đó để điều khiển đèn giao thông. Nhạc kèm âm thanh. Hả? Các ô đèn giao thông màu đỏ đang bắn ra cầu lửa sao? Cậu chó. Leo nhắm trận qua đây. Hay lắm Leo. Chỉ còn một cái thôi. Cao chủ, đèn chuyển sang màu xanh rồi. Nếu như đèn đỏ là lửa, vậy đèn xanh sẽ là nước thôi. Ngăn chặn kẻ thù là bước cơ bản để trở thành bậc thầy Dino. Cậu phải ghi nhớ bí quyết thứ hai này đó. Nhớ chưa hả Leo? Cậu chủ, cậu nói là nước kia mà. Thì đúng một nửa. Cậu chủ. Dù không có viên đá thiên hà, tôi vẫn là bậc thầy Dino như trước. Again. Thiên trắng. Plasma. Các cậu không biết cách chơi băng rồi. Sáng lên kìa. Đúng đó. Rakina, không phải còn nói sao? Nếu có trái tim bảo vệ người khác và có lòng dũng cảm để chiến đấu thì người đó chính là anh hùng. Nhưng tôi không cố gắng để trở thành anh hùng. Ước mơ lớn nhất của tôi là bảo vệ hòn đảo Dino và những con người đáng quý này. Vì chỉ có khi đó tôi mới thật sự có động lực để chiến đấu. Bất thầy Dino. Bất cứ nơi nào có công lý, nơi đó sẽ có ánh sáng. Từ thuở xa xưa, viên đá rồng sở hữu sức mạnh ánh sáng, được phong ấn bởi viên đá thiên hà. Và người nào đánh thức sức mạnh đó sẽ được trao quyền để sử dụng nó. Người nào được số phận trao sức mạnh đó sẽ đi theo con đường của định mệnh của chiến binh rồng. Chiến binh rồng sao? Sức mạnh càng lớn thì đó trách nhiệm càng nhiều. Cậu có đồng ý đảm nhận sứ mệnh chiến binh rồng hay không? Nếu sức mạnh đó giúp tôi bảo vệ bạn bè và những người khác thì tôi đồng ý. Với danh dự của một bậc thầy Dino, chúng tôi sẽ chiến đấu với bóng tối. Bậc thầy Dino, thân hộ vệ ánh sáng. Ultra hợp nhất. Cái đó không thể nào. Nó đang to lên kìa. Đã tới lúc bóng tối bá chủ vũ trụ này rồi.
Viên đá rồng không phải một đồ vật tầm thường để bọn loài người như các ngươi sở hữu. Comas, Saros, vũ trụ này rồi sẽ trở về với bóng tối mà thôi. Quay lại nơi nó vốn thuộc về ngay từ lúc đầu. Khi nào còn bậc thầy Dino ở đây thì chuyện đó sẽ không xảy ra. Bọn loài người ngu ngốc, ta sẽ trừ khử các ngươi. Ngu đàng hoàng đi. Bí quyết thứ ba để trở thành bậc thầy Dino, chúng ta phải có thật nhiều nguyên liệu đi cùng với nhau và nướng chúng ở một nhiệt độ thích hợp. Khi đó bánh mì già ngon lành đã hoàn thành. Tập trung tất cả sức mạnh vũ trụ lại. Bọn ta tới đây. Rex, Akan, Cao Trọng. Nghe đi, bọn giúp con các người không có cửa đấu lại ta đâu. Không, ông sai rồi. Không chỉ hai chúng tôi, ông đang đối đầu với lẽ phải của toàn bộ vũ trụ này. Ánh sáng dịch vụ sẽ không bao giờ tắt. Đại bác lôi phóng. Chiến binh rồng. Tấn công! Tấn công! Yeah. Vui lòng xếp hàng. Có chưa? Của quý khách, của quý khách đi. Lòng thẹn đó. Đứng nãy giờ lâu rồi đó. Không biết đến khi nào đây. Cậu ở đâu vậy? Chúng ta sẽ chơi game ở nhà mình mà. Sao chưa tới nữa? Hôm nay mình thấy không được khỏe. Bệnh ở đâu? Mình nghĩ là mình bị cảm lạnh thôi à. Mình bệnh nên mình cần phải ở nhà nghỉ ngơi nói chuyện với cậu sao hả? Thế cậu đúng là em bé to xác đó. Xin lỗi Will, nhưng mình không cưỡng lại được. Mình chỉ muốn ăn thử loại pizza mới này thôi. Loại bánh pizza vũ trụ Dino mới của tôi đó, không còn nhiều đâu. Cô quý khách. Cảm ơn nha. Bánh đi. Hey, cái cuối cùng đây. Chúc ngon miệng. Cuối cùng thì là theo alo. Đây là nhà cậu hả? Cậu nói dối tớ. Cậu nói cậu bệnh ở nhà mà. Mình xin lỗi cậu. Mình chỉ muốn ăn thử loại bánh pizza mới này thôi. Mình biết nếu mình nói với cậu thì cậu sẽ không cho mình ăn. Mình có xinh xinh pizza, sao cậu lại ăn Dino chứ? Không bạn. Mình xin lỗi Bill, nhưng mà Dino pizza thật sự rất là ngon. Thật hả? Vậy thì bỏ đi đi đồ béo. Không, Dino pizza. Sao cậu lại xấu tính vậy hả? Bỏ thì cậu ra luôn á. Đồ béo, cậu ấy đúng là đứa xấu tính mà. Giờ mình chưa kịp ăn thử pizza gì hết rồi. Ngươi muốn ăn pizza không? Muốn. Trước tiên ngươi phải giúp ta đã. Sao Tech lại nói dối như vậy chứ? Dino pizza không. Mình quá đáng rồi. Hồi nãy thì mình sẽ cho cậu cơ hội xin lỗi mình vì nói dối nên xin lỗi mình đi ha. Nè, cậu bị đau đâu hả? Hết rồi hả? Chắc vậy, đi được chưa?
Bill, tôi đi đây. Quái thú robot, nhanh lên đi. Được, được rồi. Wow, một con khỉ đầu khổng lồ. Hả? Phải cản lại, mọi người đang gặp nguy hiểm đó. Không phải lúc ngưỡng mộ đâu. Được rồi, bậc thầy Red sẽ đến ngay. Tyranno biến hình, sẵn sàng biến hình. Thần thần chạy đua chỉ lợi. Tài tiến hóa đến đây. Biến hình. Sừng chi chớp. Nè, tôi dừng lại đi. Chuyện gì vậy? Ted, đó là Ted. Ted đó, bạn của tôi. Ai? Ted à, dừng lại đi. Ted. Bill. Đó là Ted đó. Cậu nói gì hả? Con khỉ quái thú robot đó là Ted. Hả? Tên là King Plasma. Bill, ra khỏi đó mau. Red, cản Ted lại. Rồi biến hình. Chiến binh chỉ đại. Đấu sĩ Mega đi. Rồi. Chuyện gì vậy? À, là nó. Khoan đã, đi đâu vậy? Nguy hiểm lắm đó. Ô, Bill, sao lại đến đây vậy? Không còn thời gian đâu. Chú ơi, con cần một pizza vũ trụ ngay bây giờ. Pizza. Không phải pizza. Ted, dừng lại. Làm ơn đi mà. Thôi đi mà. Cậu cứ chờ mình đi Ted. Mình sẽ đến ngay bây giờ. Giờ sao? Không thể cản lại được nè. Nhưng mà chúng ta không thể làm Ted đâu. Tôi không thể di chuyển được nữa.
sẽ sớm có được đai đô tranh của bậc thầy đai đô. Dù ông tôi, thì ra là ông gây chuyện. Sao ông lại lợi dụng trẻ em như vậy? Thật là ngoan cố. Tao ngoan cố sao? Đúng là đứa trẻ ngốc nghếch. Kẻ thù đứng trước mặt ngươi, nhưng ngươi lại không làm được cái gì hết. Bị tình bạn giành sẽ, đây chính là điểm yếu của ngươi đó. Giải quyết các bậc thầy đại đô và bạn sẽ nhớ về đây cho ta. Hết. Miu, vô ích thôi, té thiện đăng. Là mình nè, người bạn tốt nhất của cậu đây. Mình là Bill nè. Xấu xa, xấu xa. Bill cẩn thận. Pizza. Dù không ngon bằng xinh xinh pizza, nhưng mình sẽ không nói gì nếu như cậu muốn ăn thử nó đâu. Tụi mình hãy cùng nhau ăn nha, vì chúng ta là bạn bè mà Ted. Ôi trời, tránh ra đi, các không bị phức. Cẩn thận Miu. Di chuyển được rồi. Năng lượng hắc ám yếu đi rồi. Bill, hôm nay nhìn cậu không khỏe hả? Ted. Ted à? Không thể tin được. Thắng cả năng lượng hắc ám. Đây là sức mạnh của tình bạn sao? Ngươi không thể chia rẽ tình bạn đích thực được đâu. Dù bóng tối, ông đã lợi dụng tình bạn quý giá, không tha thứ được đâu. Đại bác đuôi bạc quá. Bill, đi thôi nào. Đi đâu? Đã chơi game thì phải ăn pizza chứ. Hôm nay mình không nhường đâu. Chờ mình với. Nhìn ngon đúng không? Pizza sẽ ngon hơn nếu được ăn cùng bạn bè. Vậy giờ